Mạng xã hội Hàn Quốc thời gian gần đây đang lan rộng một xu hướng có tên gọi không chi tiêu trong giới trẻ. Ý tưởng rất đơn giản, giảm tất cả các khoản chi tiêu hàng ngày nhiều nhất có thể. Chị Hejin cho biết mình đã tham gia thử thách này được 8 tháng rồi. Với mức lương không thay đổi như hiện nay, tôi thật sự không biết khi nào mình mới có thể mua được nhà. Do vậy tôi đã bắt đầu với thử thách này. Để không bị quá sốc, các bạn có thể đặt mục tiêu chi tiêu trong 3 ngày trước đã. Giống như nhiều người tham gia thử thách này, chị Hejin đã cắt giảm triệt để khoản phí lớn nhất trong chi tiêu, đó là ăn uống ở ngoài và gọi đồ ăn về. Thay vào đó, chị nấu cơm mang đi làm, di chuyển bằng xe buýt thay vì taxi, uống trà miễn phí ở công ty và mua cà phê bằng phiếu khuyến mại. Tính ra trong một tháng, chị Hejin chỉ chi tổng cộng 143.000 won, tương đương 2,5 triệu đồng. Theo khảo sát của kênh truyền hình MBS của Hàn Quốc, những người tham gia thử thách không chi tiêu này còn lách luật chơi bằng cách bán những đồ cũ không dùng để kiếm một khoản thu nhập bù vào số tiền đã chi ra. Một số người có thể dùng số tiền thu được này để chi tiêu tiết kiệm cho nhu cầu ăn uống cơ bản. Thay vì đến nhà hàng để ăn trưa thì tôi đi đến các cửa hàng tiện lợi. Ở đây cũng có nhiều món và hơn hết là giá rẻ. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, thế hệ trẻ Hàn Quốc không có nhiều tài sản tích lũy, lại yêu thích đầu tư vào những lĩnh vực mạo hiểm như cổ phiếu đầu cơ và tiền kỹ thuật số. Khi thị trường bất lợi, hầu bao của họ trở nên eo hẹp, và sẽ phải chật vật đương đầu với cơn bão giá đang xảy ra như hiện nay.